lời được. Trời ơi, gian nan lắm, có phải là do biên tập của chương trình hành hạ em? Dạ không, cho chồng em hành hạ em á. Đẹp quá, không có, vợ em lúc đầu mập lắm chứ không có đẹp như giờ đâu, giờ là quá đẹp lắm rồi. Về với em thì nó được đẹp. Có nghĩa là lúc trước cũng muốn tham gia một lần rồi, xong rồi rồi em năn nỉ dàn xin luôn á, là vợ đừng có đăng ký cho ông xã lên đây mắc cỡ lắm. Nói ừ vậy thôi được rồi, sau vài tuần coi này thấy thích quá chị không nổi nữa, bắt đầu đăng ký. Đăng ký xong đậu, cái bắt đầu nói với em này nọ, em nói là lúc trước có nói vậy rồi mà tại sao vợ lại tính nào là muốn làm là làm à. Không ấy cho nên cái bắt đầu đòi đi về quê ly dị, nói em không kêu tôn hết rồi bắt xe về quê. Tối đó là nó là đặt khách sạn ngủ rồi, sáng mai xin nghỉ đi về quê nói chuyện với cha mẹ ly dị. Bạn giới thiệu cho mình. Em tên là Cường. Em là nhân viên về công nghệ thông tin, em năm nay là 30 tuổi. Thế còn em? Em tên là Bảo Khánh, em là nhân viên văn phòng, dạ, năm nay em 26 tuổi. Anh xin hỏi ngoài lề chút xíu. Dạ. Là hai em là đã xem chương trình Vợ Chồng Son này lần nào chưa? Dạ có. Em thích lắm á, em xem là mỗi lần mà em xem cái em thấy phấn khởi trong người lắm. Em nhìn mà mấy cặp vợ chồng mà nói chuyện với anh chị á, rồi em thấy nôn nao em muốn ngồi đây nè. Cái xong em mới đăng ký mà mới ngồi được ở đây á. Dạ nhưng mà ngồi được ở đây là phải gian nan lắm mới ngồi được. Trời ơi, gian nan lắm á, có phải là do biên tập của chương trình hành hạ em? Dạ không, do chồng em hành hạ em á. Sao vậy? Dạ em chuyện này chút xíu em kể. Cảm ơn em vì em đã ngưỡng mộ chương trình này. Dạ. Để hôm nay chúng ta có được cơ duyên và hội ngộ ở đây. Mọi người cảm ơn em, vỗ tay. Rồi chuyên, còn cái chuyện hành hạ thì chúng mình nói sao? Rồi bây giờ kể cho nghe câu chuyện về cuộc tình của các bạn. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào? Dạ thì cách đây 5 năm á, là em bị hất tình. Rồi xong rồi em với nhỏ bạn thân của em đi chùa á, xong rồi đang trên đường về cái em gặp anh này, anh chạy xe mang biển số 66, là em cũng 66 cái Đồng Tháp. Dạ đúng chính xác. Xong cái nhỏ bạn thân em á nó mới nói á, Đồng Hương mày kìa. Cái em mới nói mày tin tao chọc không? Cái nó tao thách mày đó. Em lên liền, nghe đèn xanh đèn đỏ, anh này anh đang dừng, cái em lên em nhìn qua ảnh em nói Đồng Hương nha anh. Em tính là như vậy là em đã thắng cuộc nhỏ bạn em rồi, em chạy luôn. Ai ngờ ông này cũng mê gái lắm, muốn chạy theo em hoài luôn á. Bạn này đi vượt qua em là em chạy theo luôn đó. Dạ tại vì tự nhiên có người chọc phải chạy theo chứ. Mà lúc đó chọc ngược lại thôi. Có đeo khẩu trang không? Dạ có. Có đeo khẩu trang? Dạ hai người đều đeo khẩu trang hết. Mà đâu ai biết được dung mạo thật của ai đúng không? Dạ không. Biết đâu chừng mở cái khẩu trang súng răng rồi sao? Dạ. Chọc anh này là do anh hồi lúc đó đó, ảnh thì cũng có cơ bắp lắm. Ảnh tập thể thao, nạp quần đùi, áo không bà lỗ. Mình nhìn nhìn con cũng mê mê. Nhưng bây giờ là mặt phù lùi chứ hồi đó là dễ thương lắm. Rồi nhưng mà lúc em chạy theo thì em nói cái gì với bạn này? Em chạy theo em hỏi sao biết 66, cái là nhìn biển số xe là biết tại cùng quê mà. Rồi bắt đầu em chạy theo tới hết đường luôn, xin số điện thoại. Anh này ảnh nhắn tin cho em hoài luôn á chị, mà ảnh cua mà ảnh cua trắng trợn luôn á. Nhắn hay sáng cũng nhắn, trưa nhắn, chiều nhắn, mà nhắn liên tục. Sao ảnh nhắn cả tháng trời á, xong ảnh mới mời em đi uống cà phê. Cái hôm đó không biết trong người em nó làm sao, em bị gì nhắn em lại đồng ý đi chị. Cảm giác lần đầu tiên khi thấy mặt ảnh thì sao? Thấy bình thường mà sau này cưới nhau về các em mới thấy đẹp trai. Còn bạn này thấy bạn này lần đầu tiên thì đẹp quá. Không có, vợ em lúc đầu mập lắm chứ không có đẹp như giờ đâu, giờ là quá đẹp lắm rồi. Về với em thì nó được đẹp. À, ý anh ấy nói là nhờ công ảnh đó nha. Thôi, nhìn thấy nhau rồi đó. Vậy thì bên nào chủ động, cua bên nào? Dạ, ảnh hẹn em đi cà phê cũng mấy lần. Rồi xong rồi cái lần đó ảnh sắp đi công tác ở Long An, cái ảnh hẹn em ra quán cà phê nữa. Cái em suy nghĩ, em nói cái anh này á, suốt ngày ảnh cứ nhắn tin mà ảnh hẹn vậy hoài, không biết chừng nào mà mình mới chịu, mới đổ. Em thấy đã phí thời gian của hai người quá, cũng tội nghiệp ảnh, phí thời gian của ảnh. Cái em mới nói với ảnh, thôi giờ hai đứa quen nhau thử một tháng đi. Em thấy em có tình cảm với ảnh thì em tiến tới, còn không thì đừng ai nấy đi, khỏi lạc nữa cho khỏe. Mà ảnh cũng đồng ý. Đồng ý luôn. Dạ, đồng ý. Dạ, đang theo đuổi phải đồng ý chứ. Rồi sao? Trong một tháng thử thách. Dạ, trong một tháng thử thách thì rồi qua tháng thứ hai, tháng thứ ba bên đây không nói gì hết á. Em cũng không nói gì luôn, từ cái rồi tới yêu nhau rồi tới giờ luôn á. Và bây giờ kể về những câu chuyện sau nhận đi. Em vừa mới rất là hào hứng khoe rằng là chồng em đã dành hết tất cả sự yêu đương dành cho em. Vậy thì chắc chắn là khi mà cưới nhau về thì anh ấy chắc không có cái tính xấu gì đâu đúng không? Tốt thì tốt nhưng xấu vẫn lời ra. Ví dụ hay cằn nhằn là khi mà em nói ra điều gì thay vì ảnh sẽ lắng nghe em. Không đâu, em nói ra là bác bỏ em liền. Xong rồi mấy làm. Giống như ảnh thích em giận lắm. Khi mà em giận ảnh là ảnh làm việc tốt lắm. Sợ đứt ngộ hỉ. Dạ mỗi lần em giận. Mỗi lần em giận nên em có động tay động chân, có đập đồ, đập đạt được không? Dạ, giận lên không có đập anh mà giận lên là bỏ nhà đi. Đi ra bờ kè ngồi chơi vậy á. Rồi nãy em nói cái vụ gì mà chồng hành hạ em, cái vụ mà em đòi tham gia đó. Chương trình này. Dạ ảnh đang bức xúc cái vụ này lắm á. Em kêu là thôi đừng cởi lên em xấu hổ chết. Mà anh nói là phải lên rồi phải làm. Đúng rồi đó. Chơi luôn em đó, bắt em tham gia. Thôi bây giờ em thôi, không giờ kể thì bây giờ cho ông chồng đúng kể rồi. Đó có nghĩa là lúc trước cũng muốn tham gia một lần rồi,
xong rồi rồi em năn nỉ dàn xin luôn á là vợ đừng có đăng ký cho ông xã lên đây mắc cỡ lắm. Nói ừ vậy thôi được rồi, sau vài tuần coi này thấy thích quá chịu không nổi nữa bắt đầu đăng ký. Đăng ký xong đậu cái bắt đầu nói với em này nọ, em nói là lúc trước có nói vậy rồi mà tại sao vợ lại tính nào là muốn làm mà làm à. Không ấy giờ cái bắt đầu đòi đi về quê ly dị, nói em không chịu tụi hết rồi bắt xe về quê tối đó là nó là đặt khách sạn ngủ rồi sáng mai xin nghỉ đi về quê nói chuyện với cha mẹ ly dị. Trời vậy cái chương trình mà đòi ly dị em ghê thiệt, chồng tức thiệt chi cái chương trình này mà đòi ly dị em mà nói em là không thương này nọ. Chả lẽ thương vợ mà có chương trình mà không tham gia được sao mà phải mà biết bao nhiêu chuyện em làm hết rồi cái gì em cũng làm nhưng cứng đầu lắm muốn gì là làm được cái đó thôi. Ủa nhưng mà nếu như mà ổng cương quyết ổng không tham gia thì liệu cái điều đó nó có xảy ra không hay là em chỉ hù ổng thôi? Em hù thôi nhưng mà em biết anh sẽ đi tham gia cho anh không thấy đâu nên em hù thôi. Em nói với ảnh là em xin sếp em nghỉ rồi em đặt xe luôn rồi thật ra em đâu có làm đâu. Đó. Nhưng mà chị hỏi nè, cái điều gì làm cho em thích ở cái chương trình này? Mỗi lần mà em xem á, em nhìn hai cặp vợ chồng ngồi nói chuyện với anh chị á, cái xong cái anh chị nói chuyện lại á, tự nhiên em thấy người phấn khởi mà em thích lắm. Em trong người em nói làm sao em kiềm chế không nổi luôn á. Thích nhất là cái mục nào? Ấn tượng gặp nhau hay là vạch mặt nhau hay là cái lúc mà mong muốn thay đổi? Muốn thay đổi. Vạch mặt nhau á, vui coi đó vui. Tôi bảo đảm 100 bà vợ đều thích là cái chi tiết là vạch mặt nhau. Nhưng mà bây giờ anh muốn hỏi Cường. Dạ. Hồi nãy em nói là em rất là mắc cỡ, không cảm thấy thoải mái khi lên trình này. Vậy thì hồi nãy giờ trong suốt thời gian nói chuyện với nhau em hết cái cảm giác đó chưa? Cũng tạm tạm, có nghĩa là nếu mà nãy có vài lần bia thì được. Có không? Em nói cho nó nhiều chưa? Dạ, đâu dám uống. Uống rồi đỏ mặt. Bây giờ không uống nhưng mà bây giờ em đã hết cái cảm giác mà ngại ngùng này kia nọ chưa? Dạ đỡ. Hết rồi phải không? Thấy quyết định của vợ sáng suốt chưa? Đó. Ủa mà tụi em có con chưa? Dạ chưa chị. Đó, mai mốt có con á. Lớn lớn xíu cái mở YouTube lên đó. Đúng rồi nè. Đúng rồi đó, nè. Chính xác. Xưa cha con vậy nè. Đó. Xong đó cho con mình coi hồi đó cha với mẹ thời thanh xuân trẻ đẹp nó mức nào đó. Đó. Rồi bây giờ quay trở lại với cái vụ vạch mặt chứ, bây giờ đến vạch mặt là chồng, đó. Bây giờ ngược lại là chồng phải vạch mặt vợ. Dạ. Đó. Chồng em mà vạch mặt chắc cả nóng luôn. Tự nhận luôn hả? Dạ chắc vậy. Nhiều không Cường? À, cũng nhiều nhưng mà nó vợ em lúc mà xiên á thì làm việc nhiều lắm, mà lúc làm biếng thì thôi chúa tể luôn. Có nghĩa là đi làm về ha, em dựng xe cái kịch đó em phải đi ra em dựng xe lại em lấy vỏ vô em lấy nón bảo hiểm vô em cắt chỗ này nó về chải đầu dục chỗ đó, ví dụ như cái chỗ này để tiêu để đường đi, bữa nay dọn chỗ này bữa sau dọn để chỗ khác. Em đi vô bếp em làm đồ ăn cho ăn em kiếm không gặp em phải hỏi hỏi bắt đầu nhằn em. Nhiều người đâu có làm đồ ăn cho vợ ăn đâu, em là người thường xuyên làm đồ ăn cho vợ em. Trời ơi đi chưa anh nhằn sao tức cái mỗi lần em vô bếp làm đồ ăn lần nào cũng cằn nhằn, dân mốt em không làm nữa thử hết cằn nhằn đúng không? Ta làm cho ăn mà cằn nhằn gì. Lúc ăn thì ngon thiệt, hứng phấn khởi thiệt, nhưng mà ăn xong lại nhìn cái bếp nó mệt. Trời ơi, đóng đồ mà mình phải rửa mình mệt, phải chỉ ăn xong đụng rửa thì nó khỏe. Ồ, giờ hết cằn nhằn rồi phải không? Giờ hết cằn nhằn liền. Rồi, còn gì nữa không? Chạy xe ẩu, kinh khủng ẩu. Ví dụ như trong khoảng đường đó em chạy 30 phút là vợ em là chạy chừng 15 phút. Trời anh. Đi như ảnh mệt lắm, chạy khương là nhung dài á. Thì từ nha. Từ xa mà ha, mà nhìn thấy đèn xanh là mà còn mấy mười chừng cả chục giây mà ảnh bắt đầu hạ ga đó, chị coi tức không? Em đi với ảnh làm hai cửa lộn rồi đó lắm. Mình tới đèn cam hay gì mình dừng rồi cũng được, mới đèn xanh mà ảnh sợ chạy tới đó là đèn cam nên ảnh chạy nhanh hơn thì cũng không làm được gì. Em chạy từ từ thôi. Cẩn thận đúng không? Dạ. Còn gì nữa? Hết. Có nhõng nhẽo không? Nhõng nhẽo thì cũng có nhưng mà bực bội nhất là ngắt nhéo. Thà là lợi quýnh cách bóp như thế đi em chịu được, lợi ngắt nhéo một cách em chịu khó chịu em sẽ la lên. Nhưng mà quýnh đâu có đã đâu. Như giờ anh có thuận này, anh có thuận ngồi cái ngay đây, anh có thuận có cục mỡ không? Thôi em chửi cho em vạch mặt anh em. Tại sao em vạch mặt chồng em được rồi. Thì thôi em vạch mặt chồng em đi. Giờ anh ngồi á có cục mỡ ngay đây nè, nó bóp đã lắm. Bây giờ mình quýnh đâu có đã, bước vô cái chỗ nó đã dễ sợ luôn. Chứ ở dưới đây nè chị, mình ngắt rồi. Trời ơi. Trời giả man thiệt. Đau lắm. Em ngắt thiệt mà. Tôi bị ngắt rồi. Dạ, thà là quýnh đi em chịu được chứ ngắt nhéo. Mẹ em cọc tính lắm, ngắt lẹp la cái là giận. Là mỗi lần giận là em là 90% là em đi năn nỉ không à. Anh làm em bị tổn thương. Tại vì lúc đó là em đang vui vẻ, em đang muốn cưng quá. Dạ đúng rồi, em đang cưng ảnh mà tự nhiên anh kêu: "Ôi, giỡn biết đau hả?" Làm gì đó, làm em giống như em bị quê vậy chị. Tổn thương là em chứ đau. Em là tổn thương lòng. Còn này là tổn thương về thể xác. Tổn thương lòng dữ lắm. Rồi bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Thì em muốn vợ em dặn nhau đừng đi khỏi nhà nữa, ở lại giải quyết mọi chuyện. Đi ra ngoài mới quề nhau được, ở nhà đâu quề đâu. Trời ơi. Dạ đi ra ngoài anh thấy năn nỉ em mới quề, chứ em ở nhà hai cái mặt một đống không ai nói chuyện ai tao quề đâu. Trời ơi. Em đi mà ảnh biết chỗ nên ảnh sẽ đi kiếm chứ em đâu đi chỗ bậy đâu. Tại vì lúc đó em cũng ghét lắm. Em mà giận ảnh lên giường anh nằm á, em lên giường em nằm chứ sao mà anh năn nỉ. Thì năn nỉ thì phải kiên nhẫn, lúc mình đang giận thì
cứ lắc lắc bắt người em, cái em không chịu, em đẩy 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 ra, cái bắt đầu cái anh làm thôi mà cảnh nhắm mà không được rồi anh bỏ cuộc, xoay qua trằn trọc cái nằm ghép tay lên chén rồi này kia, giống như là căng thẳng lắm. Hơi em từ khoảng 5 phút xanh đi ngấy khọt khọt tức mà không, tự nhiên mình cảm thấy mình bị tổn thương luôn. Cái lần nãy không được em ngủ, tại vì lần nãy tiếp anh hiểu cái tâm lý của em là mình sẽ nghĩ ôi ảnh sẽ trằn trọc và ảnh sẽ không ngủ thâu đêm suốt sáng đúng không? Đúng rồi, mày nghĩ cho vợ mình buồn như vậy này, cứ ai ngồi ngủ khò khò tủi thân dễ sợ luôn. Nhưng mà kể tổn thương từ ngày này qua ngày nọ, từ tháng nọ qua tháng kia rồi. Mà còn gì? Hiện tại là em có hai điều mà mong muốn ảnh thay đổi nhất 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 luôn. Là cái điều thứ nhất là ảnh ra đường anh chạy xe anh phải hiền dịu lại, khi mà người ta lỡ quẹt ảnh một cái hay là người ta bất kèn nhiều hay người ta chặn đầu xe ảnh hát khẩu trang ra kênh liền vậy nè, kênh xuống xuống kênh không đâu, bất kèn tin tin chạy qua người ta mà còn quay lại kênh người ta ăn cái nữa mới chịu. Em sợ lắm, lỡ anh có chuyện gì làm sao. Em hiện tại ảnh là cuộc sống của em mà, anh phải biết suy nghĩ. Cái thứ hai là về nhà đừng cầm điện thoại nhiều nữa. Em mắc cười thiệt, cầm điện thoại lên chơi thì được, nhưng mà em cầm lên chơi trước là sẽ nói em thì... Để cầm lên trước không sao, chứ nào để vợ chơi cầm được chơi. Cầm lấy cho em cầm, còn nếu mà không cầm là em không được cầm điện thoại thì... Kỳ. Mà trong khi đó em là dân nghệ thông tin, em thích phải coi chứ, dạ. Dọc máy rồi dạ. Được không, cả ngày dọc trong công ty rồi về nhà rồi vợ cũng dọc đi dọc cũng ba. Không phải ê, em nói là nói chuyện với em. Em có hiểu, nhưng mà cái ngôn ngữ mình nó rất là phong phú và tôi rất là thích cái chuyện mà bạn vừa hớn rồi đúng không? Gì đâu, rất hay, rất đáng yêu phải không nào? Rồi còn gì nữa nè? Dạ hai đó mà muốn nhất là anh giờ làm trước thì em hai đó đi mà em biết được không nữa. Rồi bây giờ kêu hứa với em đi. Hứa đi. Có anh chị chứ có mọi người hứa với em mới được. Cường hứa đi em. Lúc trước có hứa rồi nhưng mà không tin là thôi giờ sẵn rồi em hứa đâu luôn. Đâu có làm được đâu mà tin. Là đúng đúng lên đàng hoàng hứa giống như là tuyên thệ được. Ngại quá. Ai biểu ra đi trình chứ. Tại vì các bạn nữ lãng mạn. Lãng mạn. Anh nói chứ nghiêm túc hứa là làm được nha trời. Không phải hứa xuông đâu nha. Chồng hứa là ra đường bớt bấn nóng tính như dẹp luôn trong cái bớt. Bỏ luôn. Dạ, bỏ luôn như bớt chơi điện thoại lại nhưng mà có máy tính phải xài tại vì công việc. Thầy làm việc có kiếm tiền thì chịu nhưng mà đừng có chơi điện thoại. Đó. Rồi, hứa rồi vợ ôm nhau cái đi. Chưa vợ phải hứa chồng chứ. Chồng mong muốn vợ thay đổi nãy đó. Dạ thì nói chung là nếu như mà ông xã muốn vợ không đi nữa thì khi giận nhau thì ông xã phải chịu khó năn nỉ vợ đi, vợ mới không đi nữa. Thì như vậy mới hứa được, hứa kiên trì đi, hứa nha. Gài thế luôn, gài thế luôn. Rồi vậy giờ giữ hứa đi. Dạ. Dạ vậy thì em hứa là khi giận em sẽ không đi nữa, em sẽ vui vẻ với ảnh. Còn chạy xe ẩu nữa, cái đó mới quan trọng. Đó, nói luôn. Có cái đó mình hứa đợi hứa hoài vậy á. Cái chạy xe ẩu quan trọng lắm. Hứa nha. Coi như quê bên đây mà không chạy xe ẩu thì bên đây sẽ quá lộn, bớt nóng lại. Ok luôn. Rồi ok. Chạy xe mỗi lần mà chạy xe nhanh sẽ nghĩ đến xã, mỗi lần xe ra đường sẽ nóng sẽ nghĩ đến vợ. Rồi rồi nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Cảm ơn. Dạ. Nghe khán giả hú reo hò lên như vậy, hai em có cảm thấy hết lo sợ chưa, hết run chưa? Dạ chưa. Chưa nữa hả? Giờ phải làm sao đây ta? Chứ anh phải múa lửa quá hả? Bây giờ cho một tràng pháo tay nữa để cho cô dâu bớt rung rồi. Rồi sao? Thoải mái chưa? Dạ. Rồi, giới thiệu về mình. Em tên là Phạm Cát Tường, 27 tuổi. Em làm kế toán. Còn em? Em là Nguyễn Quang Bảo, em cũng 27 tuổi. Em là nhân viên kinh doanh. Mà hai bạn này 27 tuổi mà trẻ quá hả? Trẻ quá. Anh 28 tuổi nè. Cái này em không tin. Nhớ nha. Rồi, hai em lần đầu tiên gặp nhau là cách đây bao nhiêu năm? Dạ, 9 năm. Rồi, cái chuyện tình cảm của các em, cái cơ duyên gặp nhau như thế nào? Kể cho anh nghe đi. 9 năm trước thì tụi em quen biết nhau khi lên Sài Gòn ôn thi học. Xong rồi ấn tượng đầu tiên của em với vợ em là nhỏ xíu mà cứ im rồi đi học rồi đi về, không có gì đặc biệt. Lúc đó thì có anh bạn cùng phòng ngay ở cái túi xá thì thích vợ em. Xong cái kêu em, mày xin số điện thoại mày cứu giùm tao. Trời ơi. Cũng là ok, tao cua cho. Về cái em chặn đường xe đạp vợ lại. Em quăng số điện thoại của em, quăng vợ xe, về nhắn tin cho tôi nha. Thế là về cái hai đứa nhắn ăn lại. Nghĩa là bạn kia bà làm. À là nói bằng điện thoại á. Dạ, là em tưởng là không phải. Chỉ là nhắn tin thôi chứ không phải là nghe gọi. À nhắn tin thì em tưởng là bạn kia nhắn, dạ, không nghĩ rồi. Là bạn này. Dạ, nhưng mà lúc đó là em thích là thích bạn kia hả bạn? Đúng rồi, thích bạn kia hơn. Tại bạn kia thư sinh hơn, hiền hơn. Ủa bạn này lúc đó không thư sinh mà là. Dạ không, nhìn quậy lắm, rất là lanh chanh, nhiều chuyện. Rồi bao lâu thì em mới phát hiện rằng em nhắn tin là không phải anh kia mà là anh này?
tháng á em mới biết. Rồi cuối cùng em bằng cách nào để mà em cướp được cô này trên tay của bạn kia? Tại ngay từ đầu á thì không biết vô tình có ý em lấy viết số em chứ không viết số bạn em. Nên sau này có cảm tình rồi thì xin lỗi bạn kia thôi. Dạ hai bạn còn quen nhau không? Em với cái bạn trai dạ kia còn à, nhưng mà nói chung là không có thân như ngày xưa. Hết thân rồi phải không? Dạ. Dễ thân sao được. Thân sao được. Cướp người trên vàng mướp. Rồi sau đó cái chuyện tình cảm của hai em phát triển ra sao? Tụi bây giờ được 3 năm chia tay thì cũng chắc cả 80 lần rồi. Trời ơi. 9 năm rồi chia tay 80 lần rồi, trung bình là lần năm là 10 lần á hả? Trung bình đúng không? Không chắc ngày cũng cỡ 10 lần. Lắm luôn. Nhưng mà cái cuộc chia tay nào mà dài nhất mà ấn tượng nhất? Khi quen nhau được 3 năm, chia tay khoảng 2 năm. Cái đợt đó sao chia tay? Thì em sinh viên mà, em đi làm thêm á, không có thời gian này nọ để đưa vợ em đi chơi, dồn lâu ngày cái bị ức chế hay sao á. Suốt ngày đi làm mà em gọn lại không bắt máy, rồi vậy em ghét, không muốn quen nữa. Nhưng mà lý do gì sao mà hai đứa lại quay lại? Trong khoảng thời gian hai tụi em chia tay 2 năm á thì tụi em vẫn còn nhắn tin qua lại. Cái thời gian đó em buồn quá, em mới hẹn ảnh đi uống cà phê, xong rồi đi dạo. Xong rồi em cảm thấy mệt mỏi, em ôm ảnh, xong ảnh đơ rồi, em cũng đơ luôn. Ảnh đơ lạ. Điện 500 kV. Trời ơi, đơ đơ. Rồi xong rồi. Vậy từ lúc đó tụi em bắt đầu dần. Quay lại. Dạ đúng rồi. Rồi, trong cái khoảng thời gian mà tụi em quen nhau như vậy thì là nhà ai ở nhà nấy hay là dạ đúng rồi. Có thường xuyên qua lại và ở chung nhà không? Dạ không. Dạ không ạ. Thì hai đứa vẫn đi học, vẫn đi làm. Thì có thời gian rảnh hai đứa lâu gặp nhau rồi uống cà phê rồi đi dạo này nọ. Thường thì cái tuổi trẻ thì bao giờ cũng hơi vượt qua chút xíu. Người ta gọi là trước khi sống thiệt người ta sống thử. Thì sống thử em là... có thử cái dạ có, nhưng mà sau khi tụi em đám hỏi vì ba mẹ ảnh đi qua Mỹ để định cư cho nên cũng muốn là yên tâm ảnh ở đây, mà bà em cũng là chăm sóc. Cho nên là cũng muốn tụi em ở chung. Hỏi thiệt nghe sống thử vui không? Em không nào vui nữa. Cái này nó có vấn đề. Nó có vấn đề gì kìa, có vấn đề gì cơ. Tại vì ngày xưa lúc mà chưa còn người yêu thì dễ thương lắm. Này nọ gì cũng lo này nọ. Nói chuyện không dám lớn tiếng. Còn vợ về cái gì cũng quát tháo em. Giống như là có chuyện gì công ty là về là em cứ làm thất vợ em vậy đó. Còn kể chuyện á. Rồi nó nghe là sống thử xong rồi chuyển qua sống thiệt rồi. Thì tụi em có thấy khác nhau và vỡ mộng gì nhau? Tụi em quyết định sống thử á, là trước đó khi mà còn con gái á, không có làm cái gì hết, ba mẹ em chăm sóc hết, em không đụng cái việc gì hết. Xong khi mà qua ở với ảnh, tất cả mọi cái từ A tới Z cái gì em cũng em làm hết. Ảnh không làm một cái gì hết. Trời, có nghĩa là từ A tới Z là em làm hết luôn hả? Dạ ổng rồi, kinh khủng luôn. Ví dụ như em làm những cái gì? Việc nhà, giặt đồ, ví dụ dẹp nhà cửa, cái gì em cũng làm. Nên lúc em làm gì thì anh làm gì? Chơi game, coi TV. Em có nhờ anh giúp không? Có. Mà không lười, nghe là thôi xong. Lúc đó thì em như thế nào? Cảm giác của em sao? Em rất bị stress và rất là tức. Tại sao mà lại như vậy? Tại sao mà phải ở nhà ba mẹ em phải hầu hạ tất cả? Trong khi lấy chồng rồi mà còn chưa lấy nữa, chưa có một danh phận gì hết mà mình lại phải làm như vậy. Rất là tức, đó, em cảm thấy rất là thương ba mẹ. Tại sao em lại như vậy khi mà vợ em đã lên tiếng nhờ em rồi mà em vẫn không phải là em không phụ vợ, nhưng lúc đi làm về cái mệt, chỉ muốn giống như là ngã lưng cho nó qua cái cơn mệt. Thường ta ngã lưng ta ngủ thôi, còn ông ngã lưng chơi game. Nhưng mà giờ em còn ức chế về cái việc mà em vẫn phải làm công việc nhà không? Dạ không, cũng bớt rất nhiều, tại vì anh cũng đã giúp đỡ em chút xíu rồi. Có nghĩa là khi mà chuyển qua cái giai đoạn sống thiệt là anh bắt đầu. Dạ đúng rồi. Rồi giờ cho em kể nè, sau khi cưới nhau về vợ em có tính xấu gì không? Nhất là hay ghen, thứ hai là cứ làm việc nhà mệt mệt, làm chuyện cái bắt đầu bực lên là quét tháo. Em đụng gì cũng xả em chứ. Cái gì để em đỡ không nổi luôn. Xả sao đâu, cái giọng điệu sao đâu. Tớ nghe bài không mà không biết dọn gì chứ á. Ông biết mệt, tôi biết mệt hả? Coi như em là tấm hết hả? Vâng, thì lúc đó em sao? Em đi thôi. Anh im để cho em xả đi. Em xong đi rồi mình nói tiếp. Ổng càng im thì em lại càng bực. Em bực lên thì em nói lại thì tức nào cũng xảy ra xung đột nên em không muốn vậy. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi gì? Bớt giận cái chém thớt. Chỉ cái gì thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thế còn em? Quan tâm em chút xíu. Bớt lười đi. Sao chị Dân cái ca này sao chị Dân? Thật ra hai cái cá tính này là phải chịu khó hòa hợp với nhau một chút. Chứ còn không là cũng căng thẳng ra chứ không phải không. Lý do vợ của bạn là một cái người mà chỉ kể những câu chuyện vừa bình thường thôi, kể lại thôi mà đã muốn khóc rồi. Tức là cái ức á, cái ức nó nhiều lắm. Thì nếu mà bạn tích lũy như vậy tiếp tục nữa thì sẽ không có hay. Nó không tốt cho sức khỏe. Rồi thì mỗi người cứ mỗi giữ cái tính cách riêng, cái cá tính riêng của mình á, thì nó sẽ không tìm được một cái đáp số chung trong cuộc sống vợ chồng. Thì nó chả đem đến một cái lợi lộc gì cho cái gia đình nhỏ của mình hết. Trong khi đó nếu như mỗi người á đều dẹp bớt cái tôi của mình lại đó, thì để các bạn chuẩn bị cho một cái thành viên mới, để cho đúng nghĩa một cái gia đình nhỏ hạnh phúc. Các bạn không có hình dung được đâu, nếu mà cái thời gian mới chỉ là 6 tháng lấy nhau thôi, 1 năm, 1.5 năm nữa chưa có em bé ha,
thì cái cuộc sống nó vẫn cứ là như vậy, thì nó sẽ đi đến cái việc là càng ngày càng khép lại, một bên thì cứ khép lại, khép dần lại, hiểu không? Rồi một bên tự nhiên cảm thấy là mình cứ đánh vào một cái khoảng không mà không có người đỡ đó, tự nhiên á đến cảm giác nguội lạnh lúc nào mình không biết. Không phải là em im để mà vợ em nói xong là thôi. Cách giải quyết của em là hai đứa sẽ ngồi lại sau cái lúc mà bực tức. Nhưng mà em đã làm như vậy rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Hiệu quả không? Hiệu quả. Vợ em đâu có muốn điều đó, vợ em muốn là em phải tranh luận, nó phải ra ngô ra khoai, ý là như vậy. Thời khắc đó em nói ra thì nhiều khi nó còn ra nhiều vấn đề nữa để vợ chồng hiểu nhau hơn. Tại vì những cái tánh vợ em á, lúc mà nó bực lên tôi phải thắng. Nếu em mà cãi nữa thì đâu thể nào giải quyết được vấn đề đâu, em phải là người thua trước đã. Tại sao nãy bạn lại nói là cứ mỗi lần em nói là anh im rồi làm sao, anh càng im em càng tức đúng không? Thì có nghĩa là đó vẫn còn là một cái điều mà em cần phải lý giải và hóa giải cái việc đó. Dạ, thử tối nay cãi ô anh hôm nào cãi á thì thử đi nghe coi nó có hiệu quả và làm tốt hơn không nghe đúng không? Rồi. Mình nhiều hình thức. Rồi, nhưng cho em hỏi này là cãi cái thế thua thế thắng à? Cãi để ra vấn đề nhưng mà cãi để thắng thua. Có thể khi em cãi ra vợ em vẫn thắng như thường, nhưng mà vợ em sẽ hiểu rằng trong cái mối quan hệ vợ chồng nó có những cái xung đột như thế, và trong cái mối xung đột này thì cái suy nghĩ của chồng mình là như vậy. Em hiểu với chị không? Em muốn nói chuyện để mà ra như vậy nhưng đó đó không em chị. Hiểu với chị không, chứ không phải vấn đề đây là ai thắng ai thua. Cảm ơn em. Cảm ơn anh chị. Đây là cô dâu đang có em bé đúng rồi, còn cô dâu kia là đã có em bé. Dạ bây giờ em xin giới thiệu với chị, đây là một cặp đôi mà Quốc Thuận đã từng đến gõ cửa thăm nhà rồi. Một người em với một ý chí, với một nghị lực sống rất là phi thường. Và một người mà truyền cảm hứng cho rất nhiều các bạn trẻ, và đặc biệt là các bạn Gen Z. Cùng hỏi với em luôn đó chị. Vậy hả? Vậy hả? Có cùng quê không? Dạ không. Vậy hả? Bây giờ mời chào em. Mời hai vợ chồng giới thiệu cho chị Vân đi, cũng như khán giả chương trình Vợ Chồng Son. Dạ em chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em xin được giới thiệu, em là Tô Đình Khánh, em năm nay 30 tuổi, hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của Khánh là bán hàng online. Dạ, hiện tại em đang kinh doanh online. Đó. Vậy hả? Trời ơi. Khánh ơi, từ bữa giờ thì có làm thêm công việc gì nữa không Khánh? Hiện tại thì em vẫn tập trung là bán hàng online thôi ạ. Nhưng mà cái hàng của mình là chuyên về em sản phẩm làm gì? Về thời trang và một mảng thực phẩm, mấy cái hàng nhập khẩu đấy ạ. Rồi. Mời cưng. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Trần Thị Thương, em năm nay 26 tuổi, em quê ở Bình Định ạ. Ở Bình Định hả? Dạ. Theo chồng vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ, em mới đây ạ. Tức là mới vô, chứ đâu phải là bạn này làm ở Sài Gòn rồi gặp nhau đúng không? Dạ không ạ. Mà là lấy chồng xong rồi theo chồng đó đúng không? Dạ. Hôm trước em đến em gõ cửa đó, thì đang là ở chung thôi, với lại qua thăm thôi. Còn sau khi em gõ cửa xong rồi thì hai đứa nó, hai em nó mới mời em đi ăn đám cưới. Vậy nhờ ông Mũ tới nhà mà tụi nó có duyên, có nghĩa là quyết định cái đám cưới luôn. Là quyết định đám cưới luôn. Rồi hình như là bữa nay là cái đầm lùm xùm vậy là có tin vui luôn. Trời ơi, chắc tôi phải mời ông tới gõ cửa thăm nhà. Em giúp ngay mà. Rồi tôi mà trời ơi, tôi mà giờ có em bé là chấn động luôn á, ghi một kỷ lục Guinness đó. Biết đâu có rồi sao giờ chị đã sẵn sàng chưa? Mày nuôi nha. Tao giờ hết sức rồi. Rồi chị biết không, mặc dù là vậy nghe, nhưng mà bây giờ trước khi mình vô cái câu chuyện chính thì cho anh chia sẻ thêm chút xíu. Chị thấy vậy thôi nghe, mặc dù Khánh á là không có đôi chân, nhưng mà em đó nghe, có thể nói là một số cái em hơn Khánh, nhưng có một cái mà em thua bạn Khánh này là chị biết là cái gì không? Gì? Hít đất. Hay vậy chứ hít đất hả? Trời ơi, siêu vô địch luôn đó nha. Hít đất bằng đôi tay, em hít đất là thua luôn. Rồi. Hình như em chả biết hít đất hay sao á. Thả giỡn hoài, biết chứ. Biết không? Làm gì không biết. Biết không biết hả? Trời, hít đất dễ ẹt, làm gì không biết. Nhưng mà bữa đó em hít có 3 cái à. Còn Khánh hít tới 30 cái là. Ý chưa. Trời ơi. Rồi bây giờ nè, trong chương trình gõ cửa thăm nhà thì không có hỏi nhiều về cái câu chuyện tình yêu, cũng như là cái câu chuyện mà làm sao các bạn gặp nhau, các bạn yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Thì bây giờ mình tới chương trình Vợ Chồng Son rồi thì mình sẽ khai thác rất nhiều những câu chuyện về tình yêu của hai bạn. Thôi bây giờ hai đứa kể cho anh nghe đi, làm sao mà hai đứa gặp nhau. Trời ơi, em đã nghe rồi, bây giờ phải để kể cho chị nghe. Chị không, em chưa nghe luôn đã. Ủa, tại không bữa đó em không có tâm sự luôn á hả? Không, bữa đó là hỏi về cái chuyện khác. Vậy hả? Cho nên là hai đứa là phải kể về cái cơ duyên nào mà gặp nhau á, đúng không? Bữa đó không dám, bữa đó e thẹn lắm, không có dám gặp em. Mới núp núp sao nhà không à. Vậy hả? Bữa nay mới thanh thiên bạch nhật đó, cho danh chánh ngôn thuận đó chị. Rồi giờ gặp kể nhau sao nè. Thì cơ duyên thì em gặp vợ em năm 2022 á.
đầu năm tháng 3 mới đây hả? Dạ, tháng 3 2022 ạ. 2022 là mới đây dạ, ha. Dạ. Thì vợ em mới lúc đó là em cũng mới chia tay mối tình mà em cũng tìm hiểu thì do là không có đến được với nhau thì lúc đó em cũng trong cái khoảng thời gian mình cô đơn rồi cũng có một chút tổn thương trong chuyện tình cảm. Thì khi đó là tháng 3 năm 2022 thì vô tình em check trong cái tin nhắn chờ của Facebook thì em thấy một đoạn tin nhắn rất là dài của một bạn nữ gửi cho em. Xong rồi em bấm đọc. Em đọc thì em thấy là một cái dòng tin nhắn mà bạn ấy gửi cho em thì em thấy rất là xúc động. Dạ. Thì bạn có chia sẻ là vợ em có chia sẻ là em đã biết anh cách đây từ năm 2019 rồi. Nhưng mà do là cứ theo dõi em nhưng mà trong một lần tình cờ đang lướt Facebook á thì lúc đó vợ em đang làm việc tại Nhật. Năm 2018-19 thì vợ em đang ở Nhật. Thì đang trong lúc rửa chén, ăn cơm xong rửa chén thì lướt điện thoại thì vô tình thấy một cái đoạn video clip của em mà đang được một người bạn cõng á. Bạn em cõng đi chơi đó. Thì bạn ấy tò mò. Vợ em mới tò mò là sao anh này không có chân vậy, sao anh có thể sống được. Rồi nếu như anh ấy sống thì anh sẽ cuộc sống sau này anh như thế nào. Rồi nếu có vợ có người yêu thì không biết sẽ như thế nào ấy. Rồi bây giờ mình hỏi luôn đi. Dạ. Rồi bây giờ anh hỏi vợ luôn nè. Đó, cái lúc đó thì em chia sẻ cụ thể đi. Dạ. Lúc đó là em suy nghĩ gì nè. Rồi em lý do gì em lại viết thư cho anh. Dạ. Thì lúc mà em đang gặp được ảnh có duyên đó là em đang là thực tập sinh. Em đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. Thì vô tình cũng là nhờ Facebook đưa em tới một đoạn clip của chồng của em. Đó là ảnh vừa mới bị mất đi đôi chân của mình. Là thì do em mất đôi chân là do em bị tai nạn. Em bị một căn bệnh ạ. Tháng 4 2018 em bị tắc mạch máu thế là phải cưa đôi chân. Xong rồi em nhìn cho nó thì bảo là một chàng trai trong cái tuổi thanh niên rồi mất đi đôi chân. Em chỉ là quay chứ không có nói nhiều về ảnh. Cũng không có, em cũng chưa biết tên hay tuổi hay là quê quán của ảnh. Và vô tình mình lướt trên đó, nó báo nó có một chương trình nào đó đăng về chàng trai đó. Và lúc đó em thấy chồng em thì khuôn mặt tiều tụy lắm. Khuôn mặt lúc đó kiểu chắc là vừa mới bị thôi. Thì em cảm thấy là lúc đó mình trong khoảng thời gian đó em đi làm thì cũng một mình ở bên xứ người thôi. Thì mình cảm thấy mình cũng là thanh niên. Ở tuổi này mà mình bị như vậy thì mình cái cuộc sống của mình như thế nào và mình phải vượt qua nó như thế nào. Mình có rất là nhiều mình như thế này mà mình có rất là nhiều cái áp lực, cái mệt mỏi, cái sự cô đơn nữa. Như chồng em thì với lại lúc đó em cũng ở trong tình trạng là cô đơn. Thì mình nghĩ là như mình thì có thể vượt qua sự cô đơn đó, nhưng mà người như thế rồi người ta có một người nào đồng hành cùng hay không, thì hay là người ta chỉ cô đơn như vậy thôi. Em tò mò, nhưng mà kiểu là trời không có xe nhiều, đỡ em tìm hiểu thêm. Vậy là vô tình em bị mất cái thông tin về anh chồng của em. Tới 2022, 4 năm sau em mới gặp lại anh. Vô tình biết lại thông tin của anh. Vậy đó hả? Dạ. Yeah. Nhưng mà như vậy thì để cho chị hỏi xíu là cái lúc mà em viết tin nhắn cho anh á, thì là sau đó là em có trả lời với bạn đúng không? Dạ đúng. Em trả lời rồi tụi em tin qua tin lại như vậy được bao lâu thì bị mất liên lạc? Không. 4 năm liền là em bị mất liên lạc, chưa có nhắn tin, chưa hề hỏi han. Chỉ mới có ngưỡng mộ trên đấy là trong thâm tâm là hình ảnh của chồng của em là xuất hiện trong đầu của em, là từ cái clip đó em bắt gặp hình ảnh của chồng, khuôn mặt của chồng em thôi. Là suốt 4 năm đó là nhiều lúc em cứ thỉnh thoảng kiểu vô tình em lại nhớ về cái hình ảnh đó, không biết vì lý do gì. Ủa là... chứ cái tin nhắn đó là sao? Là đến 2022 mới nhớ tin nhắn chờ. Vậy đó hả? 4 năm sau em mới gặp lại ảnh cộng trên Facebook. Có nghĩa là gặp trên Facebook thôi. Tức là coi như em gặp lại trên Facebook rồi bắt đầu em nhắn cái tin đó. Dạ đúng rồi. Là lúc đó em vẫn còn ở bên Nhật Bản. Vậy đó. Là em là làm một lần luôn là 5 năm ở bên Nhật Bản, chưa về Việt Nam lần nào. Rồi là cũng chưa có cơ duyên gặp ảnh, cũng chưa biết về ảnh luôn, đỡ tìm ảnh. Vậy em lúc đó biết chồng em là chưa biết tên tuổi, chưa biết quê quán mà làm sao em tìm được ảnh. Thế lại xong rồi 4 năm sau, năm 2018 là em mới gặp, 19 là mới gặp ảnh trên Facebook. 2022 là em lại gặp ảnh một lần nữa là trên Facebook truyền thông lại đưa tin về ảnh nữa. Là lúc đó đưa tin là ảnh đã là một chàng trai bước qua khoảng thời gian mệt mỏi đó rồi, là chàng trai truyền nghị lực Tô Đình Khánh. Viết tên là Tô Đình Khánh, TikToker. Em mới là đích thân, em đi tạo một cái nick TikTok để em tìm cho bạn được ảnh. Nhưng mà em nhắn tin là em cũng là người nhắn tin trực tiếp, là khi biết ảnh gặp lại ảnh là em vội vàng em là để em nhắn tin cho bạn được. Nhưng mà TikTok thì không cho em trả lời qua lại với nhau. Thì em biết sao thì em phải vào Facebook em kiểu kiếm cho bạn được chồng mình.
Xong rồi em phải tìm tên Tô Đình Khánh thử có ra không, nhưng vô tình lại hiện anh lên, lại hiện cái nick Facebook của anh lên. Cuối cùng em suy nghĩ là bây giờ nhiều năm rồi sao cái hình ảnh xuất hiện mà mình muốn nhắn quên được ha. Dạ, mình muốn nhắn là mình xúc động quá, mình vui quá vì lại gặp lại anh sau nhiều năm, nhiều năm mình chờ. Xong rồi em mới nhắn cho anh cái tin là cảm ơn anh đã cho em gặp lại anh sau khoảng thời gian dài như vậy á. Rồi chúng em cũng chỉ là động viên ảnh đỡ ảnh phải vui vẻ lên, rồi cứ là như vậy thôi. Em nhắn xong rồi em lại một tin thôi. Lúc đầu tiên là em nhắn xong em làm xó. Em bảo là không biết là mình có nên nhắn hay không. Thì nhưng mà cuối cùng vẫn nhắn. Em gửi đây xong rồi em nằm em chờ phản hồi về của chồng em. Dạ. Bao lâu Khánh mới phản hồi? Dạ sáng hôm sau vợ. Dạ, tối hôm đó là đúng là ngày chủ nhật. Em đi làm về là hôm sau em được nghỉ. Vậy cả ngày. Tối hôm đó trời mưa là em về em vừa mưa là em ướt hết cả người luôn. Em về em mở Facebook lên, nghỉ vô tình cũng như cô sợ cô đơn lướt Facebook thôi. Thì bắt gặp chồng là em nhắn nằm cả đêm em nằm em thao thức em chờ. Dạ, hôm sau là chồng em phản hồi là rồi chồng nhắn cái gì? Dạ thì chị cũng nhắn giống như là chào em, rồi anh cảm ơn em vì đã nhắn tin cho anh. Anh cảm ơn em vì những cái lời động viên của em vậy đó. Cũng như là một người bạn, hai người bạn bình thường. Xong đó hai đứa nói chuyện, em cũng nhắn tin cũng ít chứ không có nhiều. Thì nhắn qua nhắn lại xong rồi bắt đầu nói nhiều hơn. Nhưng mà lúc đó em có nói cho Khánh biết là em đã theo dõi Khánh 4 năm nay không? Tức là chờ đợi cái sự gặp lại là cả 4 năm nay rồi. Dạ có. Tin nhắn đầu tiên em đã nói là trời em cảm ơn thầm cảm ơn trời cho em gặp lại anh bao nhiêu năm rồi em mới gặp lại anh. Nên là trời ơi. Dạ. Lúc đó Khánh sao Khánh? Xúc động lúc không đó trời? Với em thì lúc đó em hàng ngày đều check những cái tin nhắn chờ, bởi vì em có rất là nhiều những người mến mộ, họ nhìn thấy cái nghị lực của em ấy. Thì họ sẽ cần đến em, đôi lúc họ cần cái sự động viên. Thì em cũng thỉnh thoảng check, thì em check trong cái đó thì có tin nhắn của vợ em. Thì vô tình em đọc được thì em cảm thấy nó khác biệt so với những cái tin nhắn của những người khác. Thì những người khác thường thường họ sẽ là cần ở chỗ em một cái gì động lực để mang đến cho họ. Thì ngược lại thì em đọc được cái tin nhắn của vợ em thì lúc đó bạn nhắn một tin rất là dài. Đầu tiên ấn tượng là cái bức thư rất là dài. Thì mình thấy là một cô gái mà gửi cho mình thế này thì mình thấy cũng xúc động. Thì em đọc được, bạn ấy bảo là em đã gặp anh từ năm 2019, nhưng là do một lần tình cờ mà lửa chén xong mất đi thông tin của anh, không biết làm sao để tìm anh ấy. Thì sau 4 năm làm việc tại Nhật thì vô tình lại hôm nay thấy lại clip của anh, em rất là vui và xúc động. Mình cảm thấy cái thể hiện cái sự xúc động của bạn ấy trong từng dòng tin nhắn ấy. Thì mình thấy là mình tự nhiên có một cô gái đang viết một tin nhắn rất là xúc động cho mình. Thì tụi em cũng bắt đầu từ đó là em trả lời, rồi bọn em cũng trò chuyện qua lại. Thì cũng hỏi thăm sức khỏe của em, bạn ở bên Nhật như nào. Rồi mình cũng lúc đó em không biết là bạn ở Nhật đâu. Lúc đó em hỏi là em hiện tại ở đâu, rồi hiện tại làm công việc gì đó. Thì đầu tiên là cảm ơn rồi, xong mình hỏi đó, thì vợ mà lúc đó là em ở xa lắm anh ơi. Thì em mới hỏi là ủa xa là đâu em, thì bạn bảo là em ở Nhật Bản. Thì em bảo là vậy thì khi nào có dịp về Việt Nam thì có thể là ghé Sài Gòn chơi hoặc gì đó thì anh em mình làm bạn. Đó, thì thực sự cũng lúc đó em cũng không có nghĩ là mình sẽ ngỏ lời hay là mình thích bạn này đâu. Có nghĩa là mình chỉ là một người giống như là bạn vợ em ấy, đang là mến mộ em thôi. Thì em cũng không dám nghĩ nhiều. Thì mình cứ mời cái về là cổ về luôn. Dạ, thì trong thời gian nói chuyện với nhau thì bạn cũng có những cái nỗi buồn, cũng có những cái tổn thương. Đó, thì hai đứa kiểu đồng cảm được với nhau. Thế là cùng nhau chia sẻ đâu đó 2 tháng đó. Thì bạn mới nói, vợ em mới nói là em Tết này cũng muốn về Việt Nam để ăn Tết. Rồi có gì rồi em sẽ thăm anh luôn. Thì mình cũng mừng là có thể sẽ gặp được vợ. Lúc đó cũng không nghĩ gì. Thì sau cách 1 tháng, quen từ tháng 3 đến tháng 4, rồi đến giữa tháng 4 là bạn bắt đầu quyết định là em sẽ về Việt Nam luôn. Thì lúc đó em cũng không biết sao mà giống như kiểu là không biết ai bật đèn xanh hết, nhưng mà lúc đó em cảm thấy em thích vợ em. Xong rồi là cái hôm mà em đến gõ cửa thăm nhà là lúc đó là em đã về ở chung nhà với, rồi. Ở chung nhà rồi là về được bao lâu rồi? Dạ em về được lúc đó. Ủa em cái lúc mà anh tới gõ cửa thăm nhà là mới em về. Mới về đó đúng không? Dạ. Tại vì là đúng rồi. Tháng năm là vợ em đầu bay từ Nhật Bản về Việt Nam. Sau đó chỉ về nhà thăm nhà một tuần thôi. Sau đó vào trong thành phố Hồ Chí Minh rồi bắt đầu là em sắp xếp cho làm việc cho em luôn. Có nghĩa là em kiểu như muốn tạo điều kiện cho để hai đứa tìm hiểu á. Thì trước khi mà về Việt Nam á thì em có nói chuyện với Thương, lúc đó hai đứa nói chuyện 2 tháng cũng có sự tìm hiểu với nhau. Thì em nói là bây giờ em cứ về đi. Nếu mà em cảm thấy là đồng hành được với anh á thì em cứ, tại vì em cứ chia sẻ vợ là anh đã thất bại trong mối tình cũ là do cái sự không đồng ý của gia đình. Thành ra em muốn nói với vợ em là nếu như em thực sự muốn tìm hiểu anh hay là muốn đến với một người như anh á
thì em hỏi ý kiến gia đình xem thế nào. Nếu trường hợp mà gia đình em mà không phản đối hay là chấp nhận cho mình quen nhau thì anh mới dám đến hay là gì đó với em, để là mình không muốn thực sự lúc đó em trải qua những cái mà cuộc tình trước rồi. Em không muốn đau thêm một đúng lần rồi, em không muốn và không muốn mất thời gian của mình vào một cái lỡ một lần nữa. Thì em mới nói thì vợ em rất là gọi là em đánh giá được vợ em rất là mạnh mẽ luôn. Thì lúc đó em nói chuyện với vợ thì vợ mới nói là em gọi về cho mẹ. Thì cái này em nghĩ là chắc vợ em kể rất là sẽ tốt hơn. Sao thương? Dạ. Dạ. Thì như lúc mà vợ chồng em tìm hiểu nhau á, thời gian mà hai đứa nói chuyện ở bên Nhật Bản thì cũng qua lại nói chuyện thì em cũng không biết là anh bị tổn thương trong cái mối tình trước là vì gia đình cấm cản. Sau đó một thời gian nói chuyện thì em mới hỏi là anh mới hỏi em là có yêu chưa, thì em bảo là chưa. Lúc đó em thật sự là mấy năm trời ở bên đó là em không có quen. Xong rồi em mới bảo em chưa, à hỏi anh thì anh quen, anh có người yêu chưa. Thì em cũng vô tình thấy trên Facebook của anh là có người chị bạn gái của anh vẫn có ở trên xuất hiện trên đó. Thì anh bảo là anh thất bại trong mối tình đó, tại vì gia đình cấm cản không cho anh. Thì anh cũng sẽ bước tiếp tới mối tình khác cũng sẽ như vậy, tại vì có thể là người phụ nữ đó mạnh mẽ yêu anh thật sự nhưng mà gia đình thì không cho phép. Thì nếu mà sau này người nào bước tới, người ta cũng phải vượt qua điều đó. Thì em nghĩ là sau đó em nghĩ chồng em thì em nghĩ là nếu mà em muốn tìm hiểu chồng em thì em cũng phải nói điều đó với gia đình. Em nghĩ là em đánh tiếng với mẹ em trước, tại em bảo là em không có nói thẳng với mẹ. Nhưng mà em gọi từ bên Nhật Bản về thì em có nói là mẹ, nếu mà mẹ có con gái thì có người yêu như vậy đó, thì mẹ ở vị trí của mẹ, mẹ có đồng ý cho con gái của mình quen một người như vậy hay không? Mẹ em thì kiểu giống như là mình, khi em nói ra những vấn đề đó thì mẹ em kiểu sẽ nghi ngờ, bảo là chắc là con mình có quen ai như vậy hết. Xong rồi mẹ em im lặng, mẹ em không có nói, mẹ em hỏi là sao lại hỏi như vậy, là ai quen. Thì ông bảo là con chỉ hỏi ví dụ là mẹ có con gái thì mẹ có chấp nhận hay không. Thì mẹ không trả lời. Thì mẹ em tới 2 ngày sau mẹ em mới trả lời cho em. Mẹ nói là phải là con quen hay không. Đó, nếu mà con quen thì con phải nói với mẹ, chứ con không được giấu. Nếu mà thật sự con quen thì con hãy nói thử mẹ xử lý như thế nào. Chứ còn nếu là mẹ, con gái mẹ không đồng ý. Rồi cuối cùng mẹ có đồng ý không? Dạ có. Thì đương nhiên phải đồng ý rồi. Chị muốn hỏi là cái ngày mà hôm em đưa Khánh về gặp mẹ, gặp gia đình em á, thì cái ngày hôm đó như thế nào? Dạ, thì lúc em về Việt Nam thì cả anh chị em đều biết hết rồi. Em nói hết. Thì đúng rồi, nhưng mà ý là cái ngày đầu tiên mà Khánh về gặp mẹ. Dạ. Thì hôm là đó em đưa ra Khánh làm sao về gặp mẹ? Dạ. Mẹ em thì ở xa, ở Bình Định, không có thể gặp. Dẫn anh Khánh về gặp thì em dẫn chồng của em về nhà chị gái ở Gia Lai thì nó thuận tiện hơn. Sau đó mẹ em phải từ dưới quê là đi bắt xe lên thăm thăm chồng em. Rồi sao? Rồi cái hôm đó là sao? Hôm nay Khánh kể coi, Khánh kể. Thì khi mà vợ em chia sẻ em với tất cả mọi người trong gia đình á, lúc đó đặc biệt là mẹ. Thì khi mà mẹ cho phép tụi em tìm hiểu nhau á, có nghĩa là em rất là vui. Rồi đến cái ngày mà Thương vợ em dẫn em về nhà chị hai để gặp anh chị, rồi gặp mẹ của Thương vào từ Bình Định vào, thì lúc đó em rất là sợ. Có nghĩa là mình sợ là, tại vì đôi khi là có thể nói thì mọi người có thể là chấp nhận được, nhưng khi mình sợ là em chỉ sợ khi nhìn trực tiếp mình rồi đối diện á. Dạ. Em rất là lo từ cái hôm mà bắt đầu lên xe từ Sài Gòn rồi lên Gia Lai đó. Cả đêm đó em rất là hồi hộp luôn. Thì vợ không sao đâu anh, cứ cố gắng thôi. Thì ngay từ rồi Thương cũng nói là anh hai rất là khó nữa, đến lúc đó em càng lại lo, lại sợ hơn nữa. Thì em mới bảo thôi bây giờ cố gắng thôi, bây giờ mình không đối diện thì chắc chắn là không biết khi nào, chắc chắn mình phải đối diện thôi. Thì khi đó em lên, thì lên đến Gia Lai là 4 giờ sáng, 4 giờ rưỡi thì đó là bắt đầu đến nhà được anh chị hai. Lúc đó trời đang gọi là mới sáng thôi, thì trời còn mưa phùn phùn đó. Thì em rất là vui khi mà anh hai chủ động đi đón, rồi chủ động đỡ em xuống xe, rồi chào hỏi em. Em thấy cái sự gần gũi luôn. Thì lúc đó em tự nhiên em thấy mình nhẹ hơn. Đầu vào nhà rồi gặp anh chị thì anh chị cũng niềm nở rồi hỏi thăm mình vậy đó. Thì em thấy là rất là gần gũi. Rồi từ đó em cảm thấy là tự tin ha, tự tin mình hơn. Tự tin. Cho đến lúc gặp mẹ thì sao? Rồi đến trưa mẹ bắt đầu vào thì mẹ đến ôm em một cái. Vậy là quá xúc động rồi. Em nghĩ là thật ra là trước đó là Thương cũng đã cho xem hình, cho xem clip của Khánh rồi đúng không? Thật ra là Khánh cũng có rất là nhiều video clip lan tỏa trên mạng. Còn cái ngày đầu tiên mà em gặp chồng em khi em về Việt Nam á, thì cảm xúc em sao? Tại vì
lần đầu tiên em về gặp chồng em á, thì tự nhiên em không biết sao em tối em ôm chồng em, xong em vuốt mặt chồng em, xong em cảm thấy như mình không có sợ, mình không có dị nghị về cái hình ảnh này, mà mình thấy chồng mình gần gũi mà thấy thân thương liền, đúng không? Xong rồi em thấy nó rất là bình thường, tại vì nhiều người người ta sẽ nghĩ là bước xuống đó nhìn thấy chồng mình như vậy là mình sẽ bị coi như lúc em là con gái bình thường mà kiểu trẻ trung nữa thì sẽ bị xấu hổ, nhưng mà em không có thấy gì xấu hổ hết. Em thấy tôi. Còn Khánh thì sao? Anh thấy là em rất là xúc động. Dạ, bởi vì là khi mà Thương về Việt Nam á, Thương bảo là từ khi mà Thương đi á, không ai đưa Thương đi hết. Chỉ có là Thương rất là thèm cái cảnh được gia đình của mình đón, mà gia đình của mình đón trở về á. Lúc đó em bảo là thôi, em cứ về đi, anh sẽ đi đón em. Thương cứ sợ em là không đi được rồi phiền như nào đó thì em không biết, nhưng mà Thương, lúc đó Thương xuống sân bay, em chủ động em ra đón. Thì em mua một bó hoa, em cũng đứng đợi, rồi em bước đến cái Thương ôm em cái là tự nhiên mình chưa kịp nói gì hết, chỉ đưa hoa rồi Thương ôm, vợ em ôm cái là hai đứa em dẫn vợ em về luôn. Đã coi như lúc đó là nhập làm một rồi đó. Nó coi như là nó là từ gọi là giống như từ trong chắc có lẽ là đặt để từ kiếp trước rồi, tức là giống như là sắp đặt á, số là phận sắp đặt hết rồi. Sau cái hôm đó là đưa về nhà làm nhân viên không, luôn đó, đúng không ạ? Mời về nhà làm nhân viên em luôn. Chỉ Thương ở lại nó chơi với em 2 ngày. Lúc đó em chưa dẫn về nhà đâu. Thì bọn em cũng đi cà phê rồi đi ăn, rồi bắt đầu sáng mai là Thương về thẳng Bình Định. Về gặp mẹ, xong rồi một tuần sau là quay trở lại vô và với em. Là ở nhà em luôn? Không, em thuê cho một cái phòng trọ cũng gần em đó. Nói chung là em gọi là em sắp đặt lần sau đó để thuận tiện nhất, để em với bạn Thương có thể gần nhau rồi tìm hiểu nhau rồi đó. Rồi em có nói thôi bây giờ em vào em làm cho anh luôn. Em làm cho em thì nói chung là tháng đầu tiên thì vẫn cứ như trả kiểu lương. Là trả lương có là nhân viên đàng hoàng, có nghĩa là đúng lúc đi làm là 7-8 giờ phải có mặt, rồi 12 giờ mới được nghỉ, rồi về ăn cơm 1 giờ phải qua làm. Đó, kiểu như vẫn cứ là giữ một cái khoảng cách để là nhân viên và vậy thôi. Ủa rồi cái lúc mà anh tới anh gõ cửa đó là lúc đó là trả nhà trọ chưa? Lúc đó là chưa luôn. Nói chung là lúc đó chưa trả nhưng mà vẫn ở bên chỗ nhà nhiều hơn. Lúc đó thì bọn em cũng kiểu là xin phép mẹ rồi, nói là bây giờ tụi con cũng muốn tìm hiểu sau khi mà gặp ở Gia Lai rồi á. Thì em có hỏi là giờ cũng gặp mặt rồi thì cũng nói chuyện với mẹ thì mẹ cũng đồng ý. Lúc đó mẹ nói là giờ bác không cấm cản hai con, chỉ mong hai con yêu thương nhau rồi chăm sóc nhau thôi, còn chuyện như là đấy là quyết định của hai đứa. Thì ngay từ lúc đó là bọn em quay trở lại Sài Gòn, bắt đầu là em rồi mẹ cũng xuống. Mẹ cũng xuống cùng, rồi em dẫn đi khám, lúc đó xuống thuận lợi luôn tiện đi khám, rồi em cũng dẫn đi, rồi em cũng muốn thể hiện một cách nào đó mình có thể lo được cho bác nữa. Thì em dẫn đi rồi hôm đó về nói chuyện với ba mẹ em nữa, thì hai gia đình nói chuyện với nhau thì mẹ cũng đồng ý cho bọn em qua lại. Thì từ đó đến giờ là cũng 7 tháng rồi nhỉ. Từ lúc Thương từ Nhật Bản về đến đây, có nghĩa là tụi em sống bắt đầu chuyển qua sống bên nhà của của Khánh á. Là bao lâu thì mới kết hôn? Từ tháng 6 đến tháng 7. Đúng là một tháng. Một tháng. Dạ, đến tháng 8 tụi em đi thiện nguyện thì bọn em vô tình biết là có em bé. Có nghĩa là chú với cô cũng sống thử với nhau rồi đấy. Đấy là sau là các cô chú mới là làm đám cưới đấy. Tại vì khi mà em có nói chuyện với vợ và nói chuyện với cả mẹ cùng vợ nữa thì lúc đó hai gia đình em cũng rất là lo về vấn đề, ví dụ hai đứa mà có lấy nhau được thì không biết chuyện con cái như nào đó, thì bắt đầu là em cũng chia sẻ thẳng thắn là cũng không biết sau này chuyện con cái nó có đủ duyên hay không. Thì cũng nói thì được gia đình, đặc biệt là vợ cũng không có suy nghĩ về nhiều vấn đề đấy. Rồi mẹ vợ cũng vậy, cũng thôi nếu mà có thì tốt, mà không có thì không sao hết. Đó, thì từ đó là bọn em muốn là làm sao đó, em muốn chắc chắn là mình có hay không. Đấy, em cũng rất là sợ là ví dụ lấy rồi về không có con cũng rất là tội cho vợ luôn. Thật ra nghe thế em kể cuối cùng thì con nhanh quá cơ. Hay nào. Em có nhớ trước khi mà kết thúc cái chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà anh có chúc hai vợ chồng không? Anh có chúc em không? Nhớ. Thành ra em mới nhắn tin cho anh đó, cái hôm mà em bảo anh tin vui đó. Em thì
đây là có bằng tốt nghiệp ông mụ là cũng lâu rồi, cách đây 10 năm rồi. Cái bằng hồi bữa hôm nay là mới có thêm cái bằng ông bói nữa. Ừ, ông mụ là 10 năm nay rồi. Dạ. Hỏi gì? Thật ra là anh cũng khá là bất ngờ khi nhận được cái tin đó của em mà sau đó là nhận được một cái đám cưới của em. Tại vì anh nghĩ tại anh thấy nó quá nhanh. Anh thấy nó quá nhanh và anh nghĩ là nó phải thêm một thời gian nữa. Nhưng mà thôi hôm nay thì mới biết tại sao là hai anh chị lại nhanh đến như thế, đúng không? Nhưng mà anh sau đó thì anh có theo dõi một số thông tin và anh cũng nhìn thấy một số video clip về những cái hình ảnh mà hai vợ chồng đi thử đồ cưới. Đúng rồi. Đúng không? Thì hôm nay anh gặp hai vợ chồng thì anh muốn hỏi hai đứa là cái cảm xúc của hai vợ chồng cái phút giây mà đi chọn đồ cưới. Mặc đồ cưới đó. Chứ chọn, đi chọn đồ cưới, chọn quần áo rồi đó, đi rồi. Và sau đó là mặc cái bộ đồ cô dâu chú rể thì những cảm xúc đó là nó như thế nào? Khi mà em quyết định tổ chức ngày cưới và em đi thử đồ cưới thì em xúc động. Cứ mỗi lần em nhìn thấy vợ em mặc đồ cưới là em xúc động. Em không tin là đến ngày hôm nay mình có thể là có vợ được. Nhiều khi em xúc động và nhiều khi nhìn mình thấy là vợ như công chúa luôn á. Mình thấy là tại sao mình, em tự hỏi mình là tại sao mình lại có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy, người dễ thương như vậy. Xinh đẹp. Rồi mình kiểu như là mình bị hút hồn bởi vì cái vẻ đẹp khi nhìn thấy người vợ của mình đang mặc váy cưới. Mà đẹp mà đẹp trong khe. Đúng rồi. Đẹp như thế. Phúc hậu, hiền hậu vậy đó. Vậy là em là may em mắn biết sao? Em chắc cũng là con của quan chức ở đâu trên trời. Thiệt. Chị biết không? Tại sao mà em hỏi như vậy là bởi vì cái video clip mà hai bạn thử đồ cưới á, nó được lan tỏa rất là mạnh. Với một cái lượt chia sẻ đâu là mấy ngàn đúng không? Và cái lượt TikTok rồi Reel, Facebook rất là mạnh. Thì qua video clip đó thì có rất là nhiều những comment mà tích cực, giống như là bạn hãy cứ tin. Đúng rồi. Hãy cứ tin rằng tình yêu là nó không có một sự phân biệt nào cả. Chúng ta cứ yêu, cứ đến với nhau và sẽ thành đôi. Đúng rồi. Đó là cái comment mà anh đọc được. Nói chung là khi mà em chia sẻ cái thông tin em lấy vợ thì, và đặc biệt là em rất là đặc biệt nữa, khi mà vợ em mặc đồ cho em, mặc áo vest cho em, đặc biệt là em lại không có quần. Kiểu như là bình thường các chú rể khác thì sẽ có áo sơ mi, áo vest rồi có quần tây này, nhưng em thì chỉ có thuê một cái áo vest thôi. Thì khi vợ em mặc cho em, vợ em ngồi xuống rồi chỉnh cho em thì thực sự là em thấy một cái gì đó nó lan tỏa rất là mạnh, bởi vì là trên cuộc đời này rất là ít mình có thể là mình đôi khi họ mọi người thì là nó như là câu chuyện cổ tích thôi, không có thật ở ngoài đời. Nhưng mà khi một người phụ nữ rất là xinh đẹp mà còn trẻ tuổi lấy một người không có chân như em thì thực sự nó rất là đặc biệt nữa. Thành ra là mình giống như mình lan tỏa câu chuyện tình cảm cho mọi người tin thêm về tình yêu. Thì đó, nói chung là như một câu chuyện cổ tích vậy đó. Bởi vậy người ta mới nói là khi mà con người ta sống mà phải có tình yêu. Vì tình yêu nó sẽ gọi là đúng đúng nghĩa là chắp cánh đó. Thì chắp cánh cho mình có thể bay lên cao, rồi có thể làm được tất cả mọi thứ mình muốn. Vấn đề ở đây là mình chọn lựa như thế nào để mà mình có được cái hạnh phúc viên mãn của mình. Đó, thì tụi em đã gọi là đã làm được cái điều đó đó. Chọn lựa hạnh phúc, chọn lựa yêu thương đó, đúng không? Đó. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương. Thế rồi hôm nay là hạnh phúc với các bạn có được là nhờ là hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Đẹp quá, mối tình này đẹp quá. Chị biết không có muốn qua cái trang 2 đó. Nghe nhưng nè, mà giờ thương không... á, cái bạn thương nè, cái lúc mà em đến á, nó gõ cửa là chỉ là mới là người yêu thôi. Chị bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Còn bây giờ bạn ấy đang có em bé cho nên bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Hai cái nét đẹp nó khác khác nhau. Nhưng mà nói chung là đẹp. Rất đẹp. Thì bởi vậy bây giờ chị nói thiệt với em là không muốn hỏi phần 2. Chị không muốn hỏi phần 2. Nhưng mà không được chị ơi. Nhưng mà không hỏi phần 2 á là chương trình họ không có phát lương cho mình. Đúng. Thằng Khánh nó như thế nào đi nữa, nó sẽ có tật xấu. Cho nên là phải có cái phần 2 đó, gọi là chương 2. Và sau khi mà bước chân về với nhau, cởi bỏ cái áo cưới ra để khoác vào tấm áo một người vợ, một người chồng và sắp sửa là một người mẹ. Đó. Đó thì là có phát hiện ra cái gọi là tật xấu với nhau. Tật xấu đi chị ơi, nó. Tật xấu đó. Xấu mà. Cho dù là có yêu thương, có dù có hy sinh cỡ nào đi nữa, tôi không tin rằng là cô ấy là hoàn hảo, không có tật xấu. Đúng không? Ủa là giờ em đang hỏi Thương hay là em đang hỏi Khánh? Hai đứa luôn. Đó. Giờ chị Khánh. Chị đang hỏi Thương về Khánh đó. Vậy hả? Ừ, giúp em hỏi Khánh về Thương. Đó. Đứa nào nói trước? Thương nói trước đi, người ta là phải nữ trước. Đúng rồi. Cho hai mẹ con nó nói trước. Nói về tật xấu thì như là nói mọi người nói không có thì cũng không đúng, là chồng em cái đó với em không phải là tật xấu mà là khuyết điểm của anh.
Tại vì anh bắt buộc không có đôi chân thì anh không thể làm những cái điều, những cái việc đó, ví dụ như là quần áo thì không thể bỏ gọn gàng ở một một chỗ được. Thì khi mà đi làm về vận động nhiều quá, vết thương nó sẽ bị đau. Thì sẽ kiểu giống như là mệt quá không thể đi tắm nổi thì sẽ lùi tắm. Thì đó kiểu như với gặp vợ chồng khác, người đàn ông đó sẽ là tật xấu. Với chồng em đó là khuyết điểm. Với em cảm giác cái sự yêu thương của mình nhìn chồng mình nó nhiều quá nên mình nhìn đó là khuyết điểm. Chồng em thường như vậy. Chồng em thì không hút thuốc, không uống. Có ga lăng không? Dạ thì rất là ga lăng. Ga lăng thì chồng em là số 1 rồi. Lúc yêu ga lăng rồi lúc lấy nhau về còn ga lăng không? Dạ còn. Cũng kiểu quan tâm nhiều hơn. Kiểu giống là em không còn nhờ thì em cảm thấy là đối thì chồng em cũng có thể nấu ăn cho em luôn. Đi làm về anh cũng quán xuyến người kia, anh đi làm, anh lo cho gia đình, lo cho vợ, xong rồi về nhà. Ví dụ em cảm thấy em ăn cơm xong anh có thể nhắc anh rửa chén cho em thì anh cũng tự động đi rửa. Đó. Thì không đề quá đi. Đang quá trời lạc đề luôn. Đang là phần kia. Dạ. Rồi, nha. Cái phần như là tính xấu mình làm trong chương trình khác. Ủa, tính đẹp chứ tính tốt. Là mình làm trong chương trình khác. Còn đây là thời khắc. Đó, để mình khui những cái tật xấu của ổng. Chị biết nó lạc đề đó, bé Thương lạc đề mà tại vì nó dễ thương quá nên chị cứ để chị nghe vậy đó. Ha, nhắc lạc đề cái em biết luôn. Em cũng nghe luôn đó. Giờ chồng em được cái nữa là như hay nhõng nhẽo nữa. Trời ơi, bây giờ về là nhõng nhẽo kiểu giống là mệt lùi cái là bắt đầu giờ chứng lúc chưa men ghê lắm nhưng mà về tới nhà là bắt đầu nhõng nhẽo. Xong rồi nhõng nhẽo với vợ đó phải không? Xong rồi lùi tắm là bắt đầu bảo là vợ có thể lấy cái anh chanh không chứ giờ anh đi không nổi nữa rồi, anh không thể đi. Xong rồi bảo lấp liếm cái chuyện đó bằng việc là anh không thể làm được chứ không phải là giờ anh quá mệt rồi anh không thể trường đi nữa được rồi, em có thể giúp anh được không, là anh ở giờ anh nằm lại luôn, em chịu không được, em chịu em cũng phải chịu thôi. Em ép buộc phải đi lấy canh lau cho chồng em rồi cho anh thoải mái hơn. Lúc thấy thương là mình phải đi lau rồi chồng giục đồ giục thì về giường đó thì cũng bỏ lung tung đó thôi, rồi em cũng phải đi lụm rồi đi giặt cho ảnh thôi. Nhưng mà nói chung á là bây giờ vợ đang có bầu rồi, giờ muốn làm biếng cũng đâu làm biếng được nữa. Đúng không? Đó. Thì giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì không? Có một điều là em muốn chồng em là không phải thay đổi mà quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Chồng em luôn có một điều là giống như là suy nghĩ cho gia đình, suy nghĩ cho những người xung quanh quá nhiều. Bỏ buồn bản thân mình lúc có em về là vợ, xong rồi bây giờ có cơ duyên có con, anh cảm thấy anh nỗ lực nhiều hơn nữa. Mà cũng lúc vết thương bị đau bảo anh nghỉ thì anh cũng không chịu nghỉ. Anh cứ cố gắng phải đi làm cho mình được, về tới nhà nhiều khi trở trời thì cái vết thương nó bị co giật. Anh cũng không bao giờ nói, anh im lặng. Xong rồi em rất là sợ chồng em đã sức khỏe đã yếu rồi, vì những cái lo toan đó mà chồng bị bệnh hay là gì đó, em không thể nào mà chia sẻ cái nỗi đau đó được, nên em muốn chồng em là chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Nói đỡ đi. Em chỉ muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh em thôi. Em có thể cùng anh cố gắng được, em luôn hài lòng. Em không phải là muốn cho vĩ mình phải thật nhiều tiền, vĩ thật giàu có hay là cái gì hết. Em chỉ muốn chồng nhìn thấy chồng em mỗi ngày thôi. Em chỉ muốn bên cạnh anh, muốn được gặp anh, muốn anh khỏe thôi. Vậy em muốn chồng em thay đổi hay gì hết. Không. Cưng dễ sợ. Đang này sống mà khóc. Ra thì và em chia sẻ thì đôi khi kiểu như em là con người rất là kiểu như là tham công tiếc việc ấy, mình muốn làm để mình lo được cho gia đình, rồi bản thân mình, rồi bây giờ có vợ rồi có con nữa, mình cũng lo nhiều hơn, thì nên là nhiều khi mình ít dành thời gian cho vợ nhiều nữa. Nhưng mà nãy vợ nói cái đó là em thấy hợp lý không? Dạ có. Thì đó, người ta mong muốn vậy thì mình đáp ứng đi. Đúng không? Ủa nhưng mà bây giờ là công việc của Khánh vẫn làm tại nhà chứ có làm ở đâu nữa không? Nói chung là vẫn làm tại nhà. Tại nhà nhưng mà hiện nhưng tại nhưng mà cái đó là cái chỗ mà mình làm việc thôi. Không, bây giờ em mới chuyển sang một cái chỗ khác rồi. Dạ, có nghĩa em bây giờ làm một chỗ và về ở một chỗ. Làm một chỗ về một chỗ? Dạ. Gần không Khánh? Cũng gần ạ. Nói chung em đi qua được 5 phút thôi. Hiện tại bây giờ em mới vợ về ở với bố mẹ. Thì còn em thuê một cái văn phòng khác để mình làm việc ở đó.
Nhưng mà Khánh hiểu không? Dù là nó gần thiệt nhưng nó vẫn là không phải là cái nhà của mình. Nó vẫn là cái chỗ làm việc. Thì mà tại vì vợ em rất là lo. Đó. Mà bây giờ là Thương đâu có ra làm với chồng không? Dạ có, hay là em có làm không? Nhưng mà dù giống như là vợ chồng em đi làm thì vẫn livestream núi livestream cả ngày cả đêm. Chỉ như làm mà có đêm thì làm tới 10 giờ, 11 giờ. Bây giờ hiện tại bầu em cũng vẫn đi làm cùng chồng. Hôm nào em mệt quá thì em mới ở nhà. Hôm nào anh mệt thì em bảo ở nhà mà anh cũng không chịu. Nói chung là vợ em xót á. Vợ em xót á. Thà ví dụ em nói thì vợ sẽ không lo nhiều. Còn này là cứ em không nói em chịu đựng á. Nên là vợ rất là lo, rất là sợ. Tại tính em là mỗi khi em bị gì đó em ít khi chia sẻ cho người khác, sợ người ta lo lắng rồi buồn á. Mình cũng giống như cái điểm yếu của em. Mình lo cho người ta cuối cùng là để cho người ta lo lại cho mình á. Bây giờ tới Khánh đi. Vợ có gì xấu không? Vợ em á. Thật ra vợ em thì em định không hỏi á chị. Mà thấy nó không đẹp hỏi quá, mình đẹp không có luôn. Cái chương trình này nó ngộ lắm. Mình sai một miếng phọc mát là mình sẽ bị khiển trách rầy la. Cho nên là buộc lòng là mình phải hỏi thôi. Thôi gắng đào bươi bới móc gì đó. Mấy cái thật xấu của vợ nó với em. Vợ em thì thực ra thì tụi em mới cưới nên cũng em chưa biết nhiều về thật xấu của vợ. Nhưng mà cái mà em cảm thấy vợ em có điểm đó là hay kiểu như là không có chịu ngủ sớm, hay rất là thức khuya, rồi bắt đầu là nói thì không chịu nghe, không phải là bảo đi ngủ sớm thì không chịu, rồi sáng mai rồi dậy trễ, rồi đôi khi có những cái buổi đi làm lại không có đúng giờ, kiểu như là mình đã chuẩn bị sẵn rồi nhưng vợ thì vẫn cứ ung dung, vẫn cứ là không có gọi là chịu follow theo mình ấy, kiểu như là không có sắp xếp được cái thời gian. Thí dụ là livestream đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, chuẩn bị xong hết rồi. Dạ. Phải chưa xuất hiện. em nói là thầy ơi, hôm nay là mình livestream vào 7 giờ này. Nhưng mà 6 giờ vẫn đang bấm 6 rưỡi vẫn đang ngồi bấm điện thoại này. Rồi đến giờ live rồi vẫn chưa có gì gọi là sự chuẩn bị luôn đấy. À, chỉ có như thế thôi. Còn vợ em thì rất là nói chung chỉnh chu từ cái bếp núc cho đến mọi thứ thì em thấy là chưa. Rồi cái đó là khen rồi đó, cái đó là khen rồi, không cần khen. Bây giờ nó chứ bởi vì hai chồng này đặt đề hoài à, hình như nó mới coi trình này ý là cái phần đã nhất luôn á. Mà nó nghe nè, cái lúc mà em like á, em thì quá quen rồi, em là chuyên nghiệp rồi, mà vợ bắt đầu mới vô like phụ mình thì có hợp không? Có khớp không, hay là có những cái trục trặc gì không? Có những cái mà vợ em bị ảnh hưởng khi em hỏi, vì vợ em chưa quen cái việc mà live stream bán hàng á. Em thì quen rồi thì không sao, đôi khi là vợ em thì có những cái đôi khi bình luận không có hay hoặc những cái bình luận không tốt á, rồi vợ em xúc động rồi lại khóc nhè luôn. Khóc nhè. Dạ, rất hay khóc nhè. Chịu không nổi, đọc không chịu nổi những cái comment nữa chê. Dạ, là hay bị mọi người có những comment họ chê á, bắt đầu là khóc tự nhiên khóc trên live stream vậy đó. Vậy cũng là thật xấu luôn. Không chịu đựng nổi được áp lực của comment. Cái đó cũng khuyết điểm chút xíu thôi. Nhưng mà giờ sao được? Giờ thay đổi chưa? Giờ thì không khóc ở đó, về nhà khóc. Một chút nữa gặp anh sẽ cho bí quyết vượt qua những comment tiêu cực người ta chê mình. Rồi Khánh có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em cũng muốn là vợ em quan tâm sức khỏe mình nhiều hơn. Hiện tại bây giờ có con rồi, em cũng muốn là vợ đôi khi vợ em thấy em đi làm, em thấy vợ em mệt nhưng em nói thôi vợ ở nhà nghỉ đi, nhưng vợ em không chịu, kiểu như bắt buộc cứ phải muốn theo em vậy đó, phải ở bên cạnh phụ đó. Nhưng mà em thấy hiện tại thì thời điểm này cũng bầu bì rồi, em cũng muốn vợ nghỉ nhiều hơn, nhưng vợ em thì kiểu như cứng đầu ấy, không chịu đâu, không chịu là giờ một mình anh đi thì sợ anh buồn. Thấy anh đi làm một mình thấy em buồn, anh buồn em không muốn ở nhà mình. Thế vậy cứ mệt cũng vẫn cứ đi theo vợ. Với lại chị em 5 tháng là chắc rồi đúng không chị? Chắc rồi, là đi tới đi lui nhiều khi khỏe bạn rồi đó. Nhưng mà kiểu như live stream nhiều khi mệt á, thành ra là em muốn vợ nghỉ nhưng mà vợ không chịu. Cứ bắt buộc nặng nặng là phải là em muốn đi cùng anh cơ. Tại vì lo cho em á. Lo cho em ở nhà mà còn lo nhiều hơn khi ở bên cạnh á, mình cứ đúng nhìn rồi. Được đó là mình chắc ăn đúng không? Chị thấy chuyện của tụi em giống như là chuyện cổ tích á, thật sự mà nói luôn á, ha, hoàng tử gặp công chúa đó, như cổ tích á, cái mối tình này nó rất là đẹp luôn. Thành ra chị cái biết là mong tụi em á, giữ hoài cái tình yêu này. Chị muốn chúc cho tụi em là sức khỏe. Sức khỏe bình an ha, rồi mẹ tròn con vuông. Đã biết trai em gái chưa? Dạ, công chúa. Công chúa hả? Vậy là coi như thêm thằng con trai nữa là coi như là đủ, gọi là điểm 10 đó ha. Chúc cho nó luôn. Năm sau. Chúc trước luôn đi. Chúc trước. Thôi hay là
Thôi để nữa đi, em chúc anh like tụi nó. Xong đi rồi bắt đầu mình chúc. Đó, đúng không? Nghe. Rồi, cảm ơn tụi em rất là nhiều luôn. Dạ.